Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam khó đột phá trên nền tư duy cũ. Vào năm 2020 có thể được xem là một năm thành công đối với Việt Nam khi kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và duy trì tốc độ tăng trưởng GDP dương, tức là 2,4% theo dự báo của IMF, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm khiến nhiều nước phải trầm trồ. Bên cạnh đó, Việt Nam còn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh 10 nước ASEAN trực tuyến vào tháng 11 năm 2020, sau đó đóng góp tích cực vào lễ ký kết trực tuyến lịch sử Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, được xem là khu vực mậu dịch tự do lớn nhất thế giới. Việt Nam rõ ràng là có những bước tiến thuận lợi, tranh thủ được sự chuyển dịch địa chính trị, kinh tế và môi trường kinh doanh toàn cầu, trong đó cuộc thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây là hình ảnh vào sáng ngày 15 tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, ông Trần Tuấn Anh, ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP dưới sự chứng kiến của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Việc nhiều tập đoàn đa quốc gia lên kế hoạch chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc để né thuế quan trừng phạt của Mỹ đang tiếp thêm nhiên liệu cho nền kinh tế Việt Nam. Theo báo cáo của tổ chức IMF thực hiện, đến hết năm 2020, GDP danh nghĩa của Việt Nam sẽ vượt qua Singapore và Malaysia để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư của ASEAN. Roger, chiến lược gia trưởng của Morgan Stanley Investment, cũng nhận định Việt Nam sẽ là một trong những nền kinh tế đang phát triển bật lên mạnh mẽ nhất trong sau đại dịch. Tuy nhiên, bức tranh ấy chắc chắn sẽ không phải chỉ có mỗi màu hồng. Bên cạnh những điểm sáng lạc quan, hãy còn đó không ít nỗi lo. Thứ nhất là nguy cơ chưa giàu đã già. Trên thực tế, Việt Nam đã bắt đầu vào thời kỳ già hóa dân số từ năm 2011, với tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm tới 9,9%. Sẽ trải qua giai đoạn dân số già từ năm 2026 cho đến 2054, chiếm 10 đến 19,9%, và giai đoạn dân số rất già từ năm 2054 đến 2069, chiếm từ 20 cho đến 29,9%. Việt Nam cũng được xem là nước có thời gian chuyển đổi từ già hóa dân số sang dân số già thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, tức là 20 năm, trong khi Nhật Bản và Trung Quốc mất 26 năm, Anh và Tây Ban Nha mất tới 45 năm. Một số biện pháp can thiệp nhằm duy trì mức sinh đẻ thay thế như bỏ qua quy định không sinh con thứ ba hay Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích phụ nữ sinh thêm con vẫn mang lại hiệu quả chưa được như mong đợi. Ngoài ra, Việt Nam cũng chưa thật sự tận dụng tốt cơ hội trong giai đoạn dân số vàng, khi tỷ lệ lao động được đào tạo có tăng lên nhưng năng suất lao động thấp hơn nhiều so với Singapore, Malaysia, Thái Lan, thậm chí còn có nguy cơ thua cả Lào và Campuchia. Thứ hai, việc tranh thủ tối đa các yếu tố thuận lợi quốc tế và ổn định chính trị trong nước để tiếp tục thành công như 5 năm qua có thể sẽ không còn dễ dàng nữa, khi Việt Nam bắt đầu chịu nhiều áp lực bao gồm cả từ phía Washington, đối tác toàn diện thân thiện và bạn hàng lớn nhất của Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng vào hôm 31 tháng 5 năm 2017 khi ông sang Mỹ. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ trong 10 tháng đầu năm 2020 đã lên tới 58 tỷ đô la, vượt qua Nhật Bản, chỉ xếp sau Trung Quốc và Mexico, đã khiến cho Bộ Tài chính Mỹ gắn nhãn chỉ định Việt Nam là nước thao túng tiền tệ trong giai đoạn chuyển giao quyền lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thứ ba, tư duy phát triển của các lãnh đạo Việt Nam thật sự chưa có nhiều đột phá. Trong giai đoạn 2006-2016, do nóng vội, duy ý chí và quản trị kém, nhiều tổng công ty, tập đoàn, nhà nước Việt Nam được kỳ vọng quả đấm thép của nền kinh tế Việt Nam đã gây ra những sai phạm và lạc hậu nghiêm trọng như tham nhũng, thất thoát, thua lỗ tại Vinashin, PVN và vô số tập đoàn, mà đến giờ vẫn chưa thể khắc phục xong, để lại một đống nợ khổng lồ cho người dân Việt Nam. Điều này cho thấy tính không hiệu quả của chủ trương phát triển lấy khu vực kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Tuy nhiên, lộ trình thoái vốn nhà nước và các cổ phần hóa các doanh nghiệp này vẫn đang diễn ra hết sức chậm chạp, liên tục bị trì hoãn. Bên cạnh chính sách gom các đầu mối về một siêu ủy ban quản lý vốn nhà nước thay cho SCIC được thảo luận mới đây do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, còn đề cập tới khái niệm doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn
và đề xuất thí điểm chính sách riêng biệt đối với một số doanh nghiệp nhà nước đặc thù trong lĩnh vực viễn thông như mobile phone, năng lượng, EVN và công nghiệp quốc phòng như Viettel để đưa thành những con xíu đầu đàn thực thụ của nền kinh tế Việt Nam. Cách làm này thực ra không có nhiều thay đổi về chất, chỉ là giấu bụi dưới thảm, cho nên khó có thể đảm bảo thành công và hiệu quả quản trị rủi ro rất cao. Và câu hỏi được đặt ra liệu có thể trì hoãn cải cách được nữa hay không? Cùng nhìn lại lịch sử bài học đổi mới tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 vào năm 1986 thực chất là trở về với những giá trị cũ, tức là xóa bỏ độc quyền nhà nước và tự do hóa một phần nền kinh tế. Khi mô hình chỉ huy cao cấp lâm vào khủng hoảng để đạt được mục tiêu thịnh vượng và chí ít trở thành một cường quốc bậc trung trong xứng đáng với tiềm năng của đất nước, Việt Nam cần tái thiết phải tiến hành các cải cách mạnh mẽ, triệt để, vĩnh viễn không được đi vào vết xe đổ của cải cách nửa vời. Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy thịnh vượng sẽ là kết quả sau cùng của chính sách tự do hóa. Đây là hình ảnh tượng đài Entrang Long tại thành phố Gia Nghĩa vừa hoàn thành giai đoạn 1 trị giá gần 70 tỷ đồng. Công trình tượng đài này có giá trị lớn nhất tỉnh Đắk Nông với tổng mức đầu tư lên tới 167 tỷ đồng, khởi công vào ngày 19 tháng 5 năm 2015. Nhà sử học Johan Norberg, người từng làm tập phim tài liệu Thụy Điển, một bài học cho Hoa Kỳ, khẳng định Thụy Điển không phải là một quốc gia xã hội chủ nghĩa bởi nhà nước không sở hữu tư liệu sản xuất. Trong giai đoạn tăng trưởng thần kỳ của mình, các nền kinh tế Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đều duy trì vai trò dẫn dắt của nhà nước nhưng dần nới lỏng, chấm dứt sự chi phối và nhường sân chơi cho khu vực tư nhân. Ngay đến những công ty đỉnh đám nhất Trung Quốc hiện nay, vốn tương đồng với Việt Nam về ý thức hệ như Alibaba, Tencent cũng đã từng là do tư nhân điều hành. Và hiện nay vẫn như vậy. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 sắp tới diễn ra sẽ hoạch định lộ trình giai đoạn 5 năm tiếp theo nhằm củng cố thành công của Việt Nam như một quốc gia trẻ đang phát triển năng động và một thị trường hấp dẫn với 100 triệu người dân. Nhưng đó mới chỉ là trên khía cạnh kinh tế, còn về mặt chính trị, xã hội, theo cách nói của Marx, chính là kiến trúc thượng tầng của cơ sở hạ tầng kinh tế, có lẽ Việt Nam không thể trì hoãn cải cách được nữa. Trong bài viết Việt Nam củng cố chế độ cộng sản cho 5 năm tới sau năm 2020, trên tờ Nike Asia Review, tác giả Tomiya Ushi đã dẫn lời cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị Đặng Tâm Chánh rằng các lãnh đạo Việt Nam giai đoạn tới nhất thiết phải có những chính sách hiệu quả để đảm bảo mô hình nhà nước pháp quyền, kiến tạo, không gian tự do cởi mở thực sự cho người dân bên cạnh tầm nhìn, mục tiêu và hành động cụ thể để dẫn dắt thế hệ trẻ phát triển hết tiềm năng. Nhìn vào lịch sử kinh tế của Việt Nam cho thấy có hai điểm nổi bật trong hai thời kỳ của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 và Việt Nam sau năm 1975. Dưới chế độ của Việt Nam Cộng Hòa, miền Nam Việt Nam trong hai thập niên ngắn ngủi từ năm 1955 đến năam 1975, tuyên truyền xuyên tạc của giới truyền thông khuynh tả trong nước hay ngay ở Hoa Kỳ trong thời chiến tranh cho là Việt Nam Cộng Hòa chỉ là chế độ bù nhìn chạy theo chỉ huy của Mỹ một cách thụ động. Đây là hình ảnh đường phố Sài Gòn trước năm 1975. Nhưng ngược lại, trên thực tế, Việt Nam Cộng Hòa đã chứng tỏ khả năng lập nước và dựng nước từ ngày lấy lại chủ quyền độc lập từ thực dân Pháp cho miền Nam. Chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa đã tạo được một nền dân chủ pháp trị và áp dụng thành công một chính sách giáo dục, nhân bản và khoa học để tạo dựng được nguồn vốn con người. Hết sức căn bản để thiết lập và duy trì một nền kinh tế ổn định ngay cả trong điều kiện của một trận chiến tranh khốc liệt. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, trong khoảng thời gian gấp đôi sự tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa là 45 năm, từ năm 1975 cho đến năm 2020, Việt Nam Thống Nhất đã thừa hưởng được nhiều di sản của Việt Nam Cộng Hòa và thành công hơn trong việc đổi mới bộ mặt kinh tế của đất nước. Tuy với vấn nạn tham nhũng trầm trọng và sự yếu kém về khả năng kỹ trị của giới chức cầm quyền, Việt Nam đã thực hiện được hai thập niên với độ tăng trưởng bình quân hàng năm là từ 5 đến 6% nhờ vào sự thông minh chăm chỉ của đại đa số dân chúng và rõ hơn là sự mồ hôi và nước mắt của họ. Nhiều quan sát viên còn nhận xét rằng nếu có nền dân chủ pháp trị, bỏ bớt hệ thống luật lệ kiểu xã hội chủ nghĩa trói chặt khu vực tư nhân và biết áp dụng nguồn vốn con người như ngay dưới thời Việt Nam Cộng Hòa chứ không cần nhìn đâu xa, nước Việt Nam ngày nay đã có thể tăng trưởng từ 10 đến 12% hàng năm từ vài thập niên qua trong các điều kiện hòa bình và thống nhất thuận lợi vượt xa của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa.
và có thể dễ dàng thoát bẫy thu nhập trung bình loại thấp trong dài hạn. Tiệu trùng, Việt Nam đã lỡ hẹn với chính mình khi đặt mục tiêu cách đây 25-30 năm sẽ trở thành một nước công nghiệp hóa hiện đại hóa vào năm 2020. Đây là hình ảnh người dân Thành phố Hồ Chí Minh đi xem bắn pháo hoa Tết dương lịch năm 2021. Nay năm đó đã vừa kết thúc và mục tiêu còn rất xa vời, nên chính phủ lại phải đặt mốc thời gian mới là năm 2045, tức là 25 năm nữa, với chiến lược tăng trưởng tiếp tục dựa trên FDI và tăng trưởng phát triển công nghệ cao. Như tiến sĩ Trần Văn Thọ cũng đề cập, kinh tế Việt Nam tuy đã có được tăng trưởng với độ tăng trưởng GDP cao như trong 3 năm 2017 đến năm 2019 hay vài năm trước năm 2008, nhưng vẫn chưa được gọi là phát triển theo đúng nghĩa do thiếu tính bền vững và thiếu chất lượng cao. Vì các vấn đề thắt nút cổ chai căn bản, nhà hạ tầng cơ sở chưa phát triển đúng mức để thu hút được FDI chất lượng, hay môi trường xấu đang trên đà hủy hoại nghiêm trọng, hay nền giáo dục ngày càng xuống dốc, cần thay đổi để đón công nghệ cao và tạo sức cạnh tranh cần thiết cho xuất khẩu và nền kinh tế. Cũng cần chấp nhận ngay thể chế dân chủ pháp trị để tạo một môi trường thuận lợi cho nền kinh tế thị trường phát triển nhanh chóng của khu vực tư nhân. Phải thật sự tăng cường vai trò chủ động của khu vực này, và thay vì tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu sản xuất và phân bổ tài nguyên qua khu vực nhà nước và các xí nghiệp quốc doanh. Và kết luận chính là mô hình tăng trưởng từ 30 năm qua dựa trên khuyến khích xuất khẩu và đầu tư cao với FDI và đầu tư nhà nước cần được tái cấu trúc một chiến lược mới và một mô hình phát triển hài hòa hơn nhắm cả vào thị trường nội địa. Ví dụ như hài hòa hơn giữa xuất khẩu, tức là cần thiết để có phương tiện trả nợ, và thị trường trong nước, và giữa FDI với đầu tư của tư nhân trong nước. Cũng để nhắm vào phát triển nội lực, sự phát triển của khu vực tư nhân nói trên sẽ giúp cải thiện quan hệ và hệ thống lương bổng, nhất là mức lương tối thiểu để tăng mãi lực tiêu thụ trong nước. Đây là đề tài đang được bàn cãi nhiều nhưng chưa có giải pháp cụ thể, trừ phi có sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tư nhân. Và đại dịch viêm phổi Vũ Hán vào năm 2020 cũng đang chặn đứng các nguồn thu quan trọng của du lịch nước ngoài, gây ra thất nghiệp và các vấn đề khẩn cấp, cũng như nhắc nhở đúng lúc cho vai trò của nội lực trong công cuộc phát triển hội nhập thập niên mới, trước khi theo đuổi mục tiêu dài hạn năm 2045. Và chúng ta hãy chờ đợi xem chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam có chịu thay đổi hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Hai ngày 4 tháng 1 năm 2020 với bản tin Việt Nam khó đột phá trên nền tư duy cũ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và ủng hộ theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.